Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 9 tới đây, Cộng hòa Séc dự kiến sẽ bắt đầu nhận khí đốt từ một số cơ sở khí thiên nhiên hóa lỏng, viết tắt là NLG của Hà Lan. Nguồn cung này có thể đáp ứng 1 phần 3 nhu cầu khí đốt hàng năm của quốc gia Trung Âu với hơn 10 triệu dân. Theo hãng tin CTK, còn hòa sát đã thuê 1 phần 3 công suất của cơ sở LNG đang được xây dựng tại cẩn biển thành phố Esfaven của Hà Lan. Trước đó vào hồi tháng 7, Bộ trưởng Công Thương Cộng hòa Séc Joseph Sikela thông báo nước này đã chuẩn bị tuyến đường vận chuyển với công suất lên tới 3 tỷ mét khối khí đốt từ một cơ sở LNG của Hà Lan. Theo ông, lượng khí đốt sẽ giúp cho Cộng hòa Séc giảm 1 phần 3 sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga, hiện ở mức khoảng 9,4 tỷ mét khối mỗi năm, tức là chiếm 98% nhu cầu khí đốt hàng năm của Cộng hòa Séc. Ông Sikela cho biết thêm trước mắt trong mùa đông này, cơ sở ANG của Hà Lan có thể cung cấp cho Cộng hòa Séc khoảng 1,5 tỷ mét khối khí đốt. Ngày 3 tháng 9, phát biểu trước báo giới tại Praha, Thủ tướng Peter Filia tuyên bố chính phủ Séc đang thực hiện các bước đi nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga càng sớm càng tốt.